kể cả có những cái đồ đây này, Huyền rất là mê, Huyền rất là mê nên là kể cả nồi niêu đúng không ạ, nồi niêu Huyền cũng dùng, kể cả nồi của Huyền cũng dùng của Cú Chen luôn. Thế cho nên là cả nhà thấy không, dù đúng tròn đến ngày hôm nay thì tháng bây giờ cũng là tháng 8 luôn, đúng tròn triệu một năm mà cả nhà thấy không, cực kỳ mê nồi niêu vẫn cứ bằng, và nhất là cái đít nồi đấy, cả nhà thấy không? Dùng một năm ba mẹ con mình dùng một năm tròn chín rồi mà vẫn còn nguyên như là mới. Và cái tính năng nữa đây, khi mà chúng ta có để bếp hay đã có để nồi ở trên bếp ấy, thì nó không có tự, nó rất là an toàn và nó không có tự bật lên đó. Nhưng như cái bếp từ trước của Huyền ấy, là nếu mà hôm nào mình quên, mình nhỡ mình không 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 nhấc cái nồi xuống mà vẫn cứ để nồi trên bếp như này thì nó tự bật lên, sau đó là cháy nồi vì mình không có nhà. Và với cái nồi này thì với cái bếp này thì nó rất là an toàn. Ví dụ như là cái bếp này, ví dụ mình có nhỡ chạm tay vào hay gì đó nó thì nó cũng không, nó cũng không 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 lên điện, nó cực kỳ là an toàn đó. Thế và nó không lên điện nên là cực kỳ yên tâm luôn, là khi mà có nồi có từ đúng không, có từ thì nó mới bắt, sau đó thì mình mới bật lên được đúng không. Còn với cái bên mà không có thì chúng ta bật nó không thể nào làm báo được đúng không ạ, nó hiện chế độ lỗi ngay đúng không ạ, thực sự là tuyệt vời. Và một cái đặc biệt nữa đó là khi mà mình sử dụng cái bếp từ này ấy, thì nếu mà so với cái bếp từ trước mà Huyền có dùng tầm 2 tháng đó, thì là từ ngày Huyền sử dụng cái bếp từ này với cái bếp từ trước thì cái bếp từ này tiết kiệm bình quân mỗi tháng là tiết kiệm từ 270 đến 300 nghìn tiền điện của nhà Huyền. Đấy, cho nên là nhà Huyền mê cu lắm đúng không ạ? Rất là gian bếp của nhà Huyền thì khá là đầy đủ các cái đồ dùng của bên nhà cu, bên 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 cu Chen rồi đúng không ạ? Từ quạt hút đến bếp đến nồi chiên không dầu rồi đến máy rửa bát. Đây là những cái đặc biệt nhất thì chị Ngân đã chia sẻ thì mọi người cũng đã nghe tiếng rồi, và Huyền mê cái này ở cái bếp này, đó là cái chế độ an toàn cũng như là các cái tính năng tăng giảm bếp cực kỳ là nhanh nhạy và không hề vấp như cái bếp trước. Và cái nữa là cái độ an toàn điện nó rất là cao, nó đạt chuẩn rồi nên là mình hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh đó thì nó có cái chế độ chống tràn nên là thi thoảng mình có nhớ chạy đi đâu mà cái nồi nấu của mình nó hơi bị tràn làm cái là bếp tự ngắt luôn, nên là cực kỳ là tuyệt vời. Và với cái bếp này thì cái mặt kính nó, nhưng mà chỉ cần có chia sẻ đúng không, mặt kính nó rất là dày, rất là sang luôn đấy, cả nhà thấy không, một năm rồi mà bếp vẫn bóng và vẫn mới nhá. Và mình sử dụng khi mình sử dụng không có bị bắn vỡ dầu thái, lau rất là dễ, lau rất là dễ và rất là sạch luôn ở nhà. Nên là lúc nào khi mà có khách vào ăn vào nhà thì là sẽ lại cứ thay bếp liên tục ấy, nhưng mà cực kỳ là không phải, thì là mình, khi mà mình mỗi lần sử dụng xong mình lau luôn nên là lúc nào sạch bóng như mới luôn á. Nên là với cái cảm nhận của Huyền là như vậy, thì ai mà đang có nhu cầu để mà sử dụng cái bếp từ thì mọi người nên cố gắng để thay, nên nên sử dụng bếp từ với cái giá ga hiện nay đúng không ạ, với cái giá ga hiện nay. Và cái ở cái đặc điểm của cái bếp từ này thì lúc nãy chị Ngân cũng có nói đúng không ạ, chúng ta hãy bật quạt, cứ bật quạt thoải mái mà nấu thì nó trong cái phạm vi của nồi từ rồi, nên là nó không không hề là làm cho mình nóng hay là làm cho mình hay là nó không bị mất nhiệt ra cái bên ngoài ấy, nên là tiết kiệm điện được cái vấn đề đấy đó đúng không ạ. Vì ở với cái thời tiết này thì mình phải bật quạt liên tục, thế nên là nấu cái bếp từ cực kỳ là an toàn và cực kỳ là tiết kiệm điện lên. Nên là mọi người hãy, ai mà đang có ý định đúng không ạ, cũng như là tất cả các cái hàng của mình mà đang có nhu cầu thì mọi người hãy mạnh tay chốt nhé. Rồi cảm ơn cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe câu chuyện của Huyền. Rồi chào mình cho MC là Nghệ nha. Dạ vâng ạ. Nghệ đã nhìn thấy mặc dù là mồ hôi đã đổ ở trên đã đổ ở trên mặt, nhưng chị Huyền vẫn rất là nhiệt tình và rất là nhiệt tình để giới thiệu cho các anh chị cái khu bếp nhà chị và đặc biệt là sản phẩm bếp từ. Và mọi người thấy sao ạ? Căn bếp nhà chị có đẹp không ạ? Có sang trọng không ạ? Rất là sang trọng đúng không ạ? Bởi vì là cái bếp từ nó làm nổi bật lên cái căn bếp của nhà chị Huyền rất là nhiều luôn. Bởi vì là tất cả những nhà mà Nghệ đi chơi á, hoặc là Nghệ ngay bản thân nhà mình khi mà đi vào bếp thì nhìn thấy căn bếp ở trong góc nhà mình đã sẽ nổi bật lên đến này cái hình ảnh của bếp từ.
rất là sang trọng và rất là đẹp. Và để các anh chị có thể hiểu hơn về cái sản phẩm ngày hôm nay ra mắt, đó là chính là sản phẩm bếp từ Guchen GIF281, thì Nghệ sẽ mời lên đây một một sale của Guchen, đó chính là anh Đỗ Mai Lâm, sẽ nên giới thiệu về sản phẩm cũng như là chia sẻ cho anh chị những tính năng của sản phẩm mới này để cho các anh chị có thể hiểu và có thể là chốt sale cùng với khách hàng. Và đặc biệt là trong chương trình này còn có những cái quà tặng nữa, thì các anh chị hãy nán lại để chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của sale Đỗ Mai Lâm nhé. Và cũng không để các anh chị chờ lâu nữa, thì Nghệ mời lên đây anh CEO Đỗ Mai Lâm sẽ nên chia sẻ cùng với tất cả các anh chị ở trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Em xin mời anh Đỗ Mai Lâm ạ. Rồi, xin kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nghệ. Hôm nay tôi xin ra giới thiệu với các anh chị đến một cái model mới của công ty. Vì sau một thời gian kinh doanh thì trên Ropi thì có rất là nhiều anh chị nói là họ muốn là gì, muốn giữ lại bộ nôi của họ, họ giữ muốn giữ lại bộ nôi của họ. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái model mới mà các anh chị có thể giữ lại bộ nôi, bếp từ và bếp hồng ngoại so với bếp ga thì nó là một cái bước nhảy về về công nghệ, tức là giống như việc các anh chị đang đun than tổ ong chuyển sang đun bếp ga, thì mình cảm thấy nó là một cái gì đó nó thay đổi cuộc đời. Thì từ bếp ga sang bếp điện từ hay là bếp hồng ngoại thì mình lại còn một cái bước nữa, một cái bước này các anh chị lại thấy nó thay đổi cuộc đời, giống như các anh chị ngày xưa đang phải đi 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 đun than tổ ong chuyển sang bếp ga ấy. Thì chúng ta phải xác định rằng là thế giới thay đổi liên tục và chúng ta không thể chống lại được thế giới. Cái việc mà các anh chị chuyển từ bếp ga sang bếp từ đó là điều chắc chắn, giống như cái việc chúng ta chuyển than tổ ong lên bếp ga thôi, còn trong cái mô hình kinh doanh của mình thì cái việc mà các anh chị có được một cái bếp ga cho mình, ngoài cái việc là thay đổi của mình rồi, mình thì thay đổi cuộc đời của những khách hàng của mình nữa. Cho nên là lúc nãy tôi thấy có rất là nhiều anh chị em chưa dùng bếp ga, hoặc là chưa chưa chuyển từ bếp ga sang bếp từ hoặc bếp hồng ngoại, thì đó là cũng giống như kênh bạn khách lượng khách hàng của chúng ta thôi. Chúng ta có 95% dân số vẫn đang dùng bếp ga, con số nó khổng lồ. Thì khi các anh chị nghiên cứu đầu tư kinh doanh bếp từ bếp hồng ngoại thì đó các anh chị còn có một cái cơ hội rất tốt để mà kiếm tiền. Chúng ta hãy nhìn vào mặt về mặt về mặt kiếm tiền nhé, là 95% dân số chưa dùng bếp từ, thì các anh chị sẽ có một cái lượng dung lượng thị trường khổng lồ. Và cái dung lượng thị trường khổng lồ đó thì xứng đáng cho các anh chị đầu tư, xứng đáng cho anh chị đầu tư học về bếp điện từ, và xứng đáng cho anh chị đầu tư một cái để cho mình dùng. Bởi vì khi anh chị mua một cái dùng thì anh chị sẽ bán được 10 cái, 20 cái, và chưa nói bán 12 cái, 20 cái, bán 3 cái thôi là các anh chị đã thu được vốn rồi. Còn còn nữa là gì, là cái bếp từ và bếp hồng ngoại thì nó sẽ tiết kiệm hơn bếp ga. Thì về lâu về dài khi anh chị mua một cái bếp điện từ hay một cái bếp ga bếp từ ông ngoại thì sau khoảng một thời gian nữa thì mình sẽ thu lại vốn. Đó là một cái đầu tư mà nó xứng đáng cho gia đình của mình sạch sẽ hơn, xứng đáng cho gia đình mình an toàn hơn, và xứng đáng để có những khách hàng mới để chúng ta kiếm tiền. Thì tại sao chúng ta không mua bếp từ điện từ sớm? Mua sớm vì các anh chị đâu có chống lại được thế giới đâu, mà các anh chị đang lỗ. Mà hiện tại bình ga bây giờ là 500.000 một bình ga, và khi mà bình ga là 300.000, 250.000 thì dùng ga đã tốn hơn dùng điện rồi. Bây giờ giá ga lên hơn 500.000 thì đây là một cái lúc mà nó khủng khiếp về về giá 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 năng lượng. Thì lúc này là lúc mà chúng ta không còn chần chừ gì nữa mà không mua cho mình cái bếp. Các anh chị có được giá các anh chị không phải mua nguyên giá, tức là anh chị có cái hoa hồng bán hàng rồi, nên mình mua giá rất là hợp lý. Còn bây giờ các anh chị vẫn cố dùng cái bếp ga, cố dùng thì như thế nào? Lỗ, càng dùng càng lỗ. Mỗi tháng nếu mà các anh chị dùng bếp ga thì thôi, thông thường tôi biết là rất là nhiều anh chị là khoảng một tháng rưỡi là phải đổi một bình ga. Một tháng rưỡi đổi một bình ga thì nó tương đương với 500.000.
500.000 một tháng rưỡi, thì một tháng là các anh chị phải dùng hết khoảng 350.000 tiền ga. 350.000 tiền ga, trong đi khi đó nếu các anh chị dùng bếp điện tư thì các anh chị hết khoảng 60 đến 90.000 tiền điện. Đó. Thì mỗi tháng các anh chị đang bị lỗ khoảng 290.000, 250 đến 290.000, 250 đến 290.000 tiền năng lượng. Thế thì các anh chị thấy nó khủng khiếp không? 250.000 mỗi tháng chúng ta mất 250.000 đến 290.000. Mà chúng ta phải khổ, khổ cái gì? Rất là nóng, rất là nóng, thiếu an toàn. Thiếu an toàn thì gia đình chúng tôi thì đã dùng bếp ga từ năm khoảng năm 2000 linh mấy đấy. Tại sao chúng tôi dùng dùng bếp ga, dùng dùng bếp từ? Là khi mà chúng tôi đi làm về nhà ấy, thì mở cửa nhà ra thì trong nhà là sặc mùi ga luôn. Sặc mùi ga luôn thì cả nhà mới tá hỏa lên là sợ quá, mở cửa thông cửa sổ để cho gió, mở thông tất cả cửa để gió ra. Và lúc đấy nếu mà chỉ còn một mồi lửa thì nó là cháy cháy nhà rồi. Và hàng năm chúng ta sẽ nhận thấy là có các cái vụ cháy nổ vì ga nó rất là khủng khiếp, và nó mang lại một cái nó mang lại cái rủi ro. Nó nếu mà nói về cháy nổ bình ga cái gì nó không nổ thì thôi, mà nó nổ thì thực sự là rất là khủng khiếp, thực sự là rất khủng khiếp. Thì sau đó chúng tôi phát hiện ra là ông nội ở nhà nấu nước, mà khi ông nội mỗi sáng thức dậy ông sẽ nấu nước, ông có một cái thói quen nấu nước, dù là gia đình đã có cái bình nước nóng siêu tốc, và có cả bình cả máy nóng lạnh, có tất cả mọi thứ, nhưng mà ông thói quen của ông là gì? Ông cứ thích sáng dậy là nấu một nồi nước. Đó là thói quen 80 năm của ông. Vì 8 năm 10 năm nay ông nấu nước, cho nên đến năm ông không bao giờ không sáng dậy ông nấu nước. Nhưng khi ông bật lửa thì lửa không lên. Lửa không lên, ông đi ra ngoài luôn, ông ra ngoài ông đi. Và ông cũng quên mất là ở nhà là đang còn nấu nước. Thế thì sợ quá thì gia đình chúng tôi là mua ngay cái bếp điện từ luôn, từ năm 2000 linh mấy đấy. Và lúc đấy rất là đắt, lúc đấy phải 30-40 triệu cái bếp điện từ. Đấy. Thì cái nguy hiểm từ cái rủi ro từ ga nó rất là khủng khiếp. Và về mặt lý thuyết nhé, về mặt lý thuyết là bếp ga rất an toàn, bởi vì cái bếp ga mà đạt tiêu chuẩn về an toàn, có khóa an toàn, rồi có cái thiết bị cảnh báo ga ấy, thì nó rủi ro nó xảy ra rất là thấp. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì chúng ta không có cái đó. Không có cái đó là gì? Cái bếp ga của chúng ta mua, có những cái bếp ga ngoài chợ người ta bán 350.000, 400.000, và có những bếp ga là đến 5 triệu, 7 triệu, hay thậm chí có một số bếp ga 15 triệu ấy. Thì tôi xem thì nó cũng không có cái thiết bị cảnh báo rò rỉ ga. Nhưng mà ở ở châu Âu ấy thì là cái trong nhà nhà họ họ có một cái thiết bị cảnh báo rò rỉ ga. Thì nếu mà rò rỉ ga nó coi nó sẽ báo, coi báo động nó sẽ báo. Nhưng ở Việt Nam thì các anh chị nào đang dùng bếp ga, tôi xin hỏi là chắc chắn là anh chị hiện tại ở nhà gần như là 99% gia đình nhà anh chị là đang đun đun ga mà không có cái thiết bị cảnh báo rò rỉ ga. Thì cái đấy nó rất là nguy hiểm. Rồi nữa là cái bếp ga của anh chị dùng tức là theo quy định ấy là cứ sau bao nhiêu lâu đấy thì sẽ có một cái, thì chúng ta phải thay cái đường ống ga, thay đường ống ga, và chúng ta phải gọi là kiểm tra những cái thiết bị an toàn. Nhưng hầu như gia đình chúng ta là dùng bếp ga ấy, dùng đến bao giờ mà nó hỏng rồi thì mình mới đi bảo dưỡng, và lúc nào nó rò khí rồi mới mới đi thay để thay đường ống. Thì cái này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và vì vậy cho nên là cái bếp điện từ hay là bếp hồng ngoại nó thay thế được bếp ga mà nó không có cái hệ thống, và chúng ta không phải lo về cái hệ thống ga hay hệ thống rò rỉ hay là những cái mất an toàn rồi. Về mặt nữa chúng ta không để ý, lâu nay chúng ta không để ý là khói từ ga thì nói chuyện đây. Cái bếp ga mà cái ga mà tinh khiết, cái ga mà đạt tiêu chuẩn thì lửa nó rất là xanh, lửa nó rất xanh, và nó không bám muội than, không bám muội than, bởi vì nó không có muội than để bám. Bởi vì nếu mà một cái loại ga tốt thì nó chỉ là gọi là hợp chất carbon, hydro carbon ngắn, và khi mà đốt với không khí ấy, thì nó chỉ tạo ra nước và CO2. Những cái ga mà chúng ta mua đến thị trường về thì hầu như nó không được như vậy, nó lẫn các cái tạp chất, và các cái tạp chất đấy nó chúng ta không biết là gì, không biết là gì. Còn ở các cái trung tâm khai thác ga thì họ cũng không
không thể khai thác lên ra tính khiết được, không thể khai thác ra tính khiết được. Cho nên khi mà chúng ta nấu bằng ga thì hàng ngày chúng ta phải hít thở một cái khí gì đó vào người. Tôi không biết cái khí đó gì vào người và tôi chắc chắn là cái khí đó nó sẽ độc. Bởi vì khi tôi đến Italy, tôi nấu ăn ở Italy thì tôi thấy là ôi sao mà ở bên này cái lửa bên này nó không giống cái lửa mình nấu ở Việt Nam. Thì lúc đấy tôi nhận ra bên này nó sạch như vậy. Rồi tôi làm việc ở nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thì nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mới hỏi là ở Việt Nam thì tiêu chuẩn ga thế nào. Thì sau đó tôi làm việc với các cái bạn mà đang làm việc tại các cái công ty xuất nhập ga Việt Nam thì tôi nhận ra là cái tiêu chuẩn của chúng ta là khá thấp. Và chúng ta hàng ngày phải mua ga và chúng ta mua cái ga, cái ruột ga đấy, cái khí ga đấy chúng ta không biết là cái gì nha, nó rất là nguy hiểm. Khí metan thì là khí metan là chính, ai cũng biết là khí metan rồi, nhưng trong khí metan nó trộn cái gì đấy nữa thì chúng ta không biết, và cái đó nó sinh ra khói. Vì vậy cho nên cái nồi của chúng ta mới bị bám muỗi than. Còn nếu mà chỉ là khí metan đốt lên ấy thì cái nồi của chúng ta rất là sạch. Rồi thì đó là những cái lý do mà chúng ta cần phải thay đổi để mà chuyển sang một cái thiết bị nó thay đổi cuộc đời mình và nó an toàn. Người Việt Nam thì đã bị viêm đường hô hấp, đã bị ảnh hưởng hô hấp, đã bị quá nhiều thứ rồi. Chúng ta hít khói bụi ngoài đường, chúng ta hít khí độc hại, chúng ta đã phải chịu đựng rất là nhiều cho đường hô hấp rồi. Và tới 90% người Việt Nam hoặc hơn 90% là đang có vấn đề về đường hô hấp. Chúng ta lại phải ngửi một cái khí độc hàng ngày nữa thì điều đó nó không tốt cho sức khỏe. Còn nữa là gì? Nếu các anh chị em nào mà học về chống nắng ấy, các chị em học kem chống nắng ấy thì trong thì các chị sẽ thấy này, cái bức xạ từ mặt trời, bức xạ từ những nguồn nhiệt lớn nó sẽ làm ảnh hưởng đến da. Thì cái nguồn lửa của cái bếp mà nguồn lửa của bếp ga thì cái chỗ mà nó cháy mà màu vàng ấy là khoảng hơn 4.000 độ C, và cái chỗ mà nó cháy màu xanh gọi là màu xanh lửa, xanh rất là đẹp ấy, thì chỗ điểm đó nó là 6.000 độ C. Và cái bức xạ từ cái chỗ 4.000 đến 6.000 độ C nó sẽ gây ảnh hưởng đến da của chúng ta, Còn với bếp hồng ngoại thì nó là 650 độ C, và với bếp tư là nó 250 độ C, thì cái bức xạ nó rất là nhỏ và nó không ảnh hưởng đến da của anh chị em. Nếu anh chị em nào thấy là có những người mà họ ít ra nắng, tức là họ làm trong bếp từ sáng đến chiều mà da họ vẫn đen là vậy, bởi vì cái bức xạ từ cái ga nó cũng ảnh hưởng đến da của họ. Thì các chị em lưu ý là nếu các chị em không có cố chống nắng đến mấy mà các chị em vẫn đun bếp ga thì cái lửa từ ga này vẫn ảnh hưởng da chúng ta. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ quay sang, tôi sẽ nói về cái bếp điện từ mới để chúng ta có cái hiểu biết về cái bếp điện từ mới và kịp thời gian để chúng ta đi làm. Ok, tôi xin được xem màn hình. Anh chị chơi thôi, tôi sẽ lấy đây. Ok, đây. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu một ít về lý thuyết, rồi chúng ta sẽ giới thiệu về cái máy của chúng ta. Thì cấu tạo của bếp điện tử thì nó cấu tạo là mặt bếp là bằng gọi là sứ thủy tinh cao cấp, chịu nhiệt độ cao và chịu được va chạm. Cho nên cái ví dụ con bếp của Kuzen thì chịu được 25 kg. Là các anh chị khi mà dùng cái bếp điện tử, cái mặt kính của Kuzen thì các anh chị có thể để các cái mặt kính lên và các anh chị có bị rơi chảo, rơi nồi xuống, hoặc là các anh chị có thả hơi mạnh một tí thì nó cũng không vỡ. Rồi và bên dưới cái mặt kính thì nó có một cái cuộn dây, và cuộn dây này thì nó được chạy bằng nó sẽ tạo ra một từ trường, và từ trường nó sẽ làm nóng cái đáy bếp lên, nên từ trường nó làm nóng đáy bếp lên. Và cái đáy bếp nó sẽ truyền nhiệt lên để nấu chín thức ăn.
Đây là cái mà bếp điện tử. Vì vậy cho nên nấu bếp điện tử thì nó nhiệt lượng nó truyền là 90% lên đáy bếp và nó chỉ có thất thoát ra ngoài 10% thôi. Nên nấu bếp điện tử thì rất là mát và rất là dễ chịu bởi vì nó không tỏa nhiệt ra ngoài và hiệu suất năng lượng rất là cao. Thì khi mà có một cái dòng điện thay đổi thì cái đáy nồi của chúng ta nó tạo lên một dòng Foucault này, nó sẽ làm sinh nhiệt. Thì cái này trong vật lý chúng ta học rồi. Đó. Còn đối với bếp hồng ngoại thì nó cũng có một cái mặt kính để truyền nhiệt và cái bức xạ nhiệt từ bên, và có một cái đáy gọi là đáy, có một cái đáy gọi là đáy đỡ được sinh nhiệt. Và cái đáy được sinh nhiệt này bên dưới có một cái phần gốm ceramic để nó ngăn cản nhiệt đi xuống bên dưới. Cho nhiệt nó chỉ truyền một chiều từ bên dưới nguồn cuộn giấy sinh nhiệt xuyên qua cái mặt kính và đốt nóng cái đáy nồi của chúng ta. Đốt nóng đáy nồi của chúng ta. Cho nên cái nồi hồng ngoại này thì không cần thì dùng được cho mọi loại nồi bởi vì nó không có dòng Foucault, nó truyền nhiệt từ dưới đáy xuyên qua lớp kính và lên đáy nồi. Cho nên các anh chị có thể dùng được nồi nhôm, nồi thủy tinh, nồi gốm sứ, rồi nướng cá, nướng gì đấy, các thể loại nướng, nướng thanh, nướng tỏi, vì nó là truyền nhiệt trực tiếp, cho nên nó không cần phải có cái đáy gọi là cái đáy từ. Thì với những gia đình mà chúng ta có nhiều nhiều cái nồi chảo và chúng ta không có đáy từ, và chúng ta có những cái bộ nồi thủy tinh mà chúng ta thích nấu bộ nồi thủy tinh mà không có đáy từ, thì chúng ta sẽ dùng cái bếp có cái ngăn hồng ngoại này. Còn với những gia đình nào mà bộ nồi quá xấu rồi và chúng ta không tiếc bộ nồi cũ thì chúng ta không cần phải có cái những cái ngăn này, và chúng ta mua cái bếp mà nó có hai ngăn từ. Các anh chị phân biệt rõ nhé. Nếu các anh chị mà không muốn bỏ bộ nồi cũ hoặc là các anh chị thích dùng những bộ nồi mà nó như là nồi thủy tinh, nồi gốm, nồi sứ mà nó không có đáy từ, thì chúng ta sẽ dùng cái bếp mà nó có một ngăn hồng ngoại. Thì chúng ta có cái bếp GIF 218 này, hoặc là cái MIF 918. Đấy, các anh chị có hai sự lựa chọn. Còn nếu như gia đình nào mà vứt hẳn bộ nồi cũ đi và mua bộ nồi mới có đáy từ thì chúng ta nên dùng hai ngăn từ đó. Ưu điểm của cái bếp GIF 218 đó là thiết kế hiện đại bắt mắt. Thì cái này nó rất là đẹp, nó có thiết kế và cái nó vát góc rồi và hiệu suất cao. Thì như chúng thì cái bếp điện từ này chúng ta có booster ở ngăn từ và nấu rất là nhanh. Và ở cái ngăn hồng ngoại thì chúng ta tương tự như vậy, ngăn hồng ngoại của chúng ta cũng rất là mạnh, thì chúng ta có thể nấu được cả hai ngăn mà đều rất là nhanh. Tôi nói lại một tí nữa là tại sao lại chúng ta lại cần cái bếp này. Bếp này nó sẽ phù hợp cho những gia đình mà muốn giữ lại bộ nồi hoặc thích nấu những bộ nồi mà có cái không có đáy từ nhé. Một ngăn từ để chúng ta nấu những cái nồi có nhiễm từ và một ngăn để chúng ta nấu những cái nồi không nhiễm từ. Đó, hai ngăn này đều công suất rất là mạnh cho nên các anh chị nấu rất là nhanh. Dễ dàng vệ sinh. Thì cái bếp của chúng ta thì cái bề mặt kính nó rất là phẳng và cái bề mặt này nó là chịu lực và chịu nhiệt. Nó chịu nhiệt lên đến 1000 độ C và nó chịu lực 25 kg. Chịu nhiệt 1000 độ C cho nên khi mà cái bếp cái ngăn từ nó nóng thì chúng ta có lỡ đổ nước lên, thì nó cũng không bị vỡ, không bị nứt. Thì cái này là rất là quan trọng bởi vì lúc mà chúng ta nấu thì có thể là nhiệt độ lên rất là cao. Thì lúc đó mình có lỡ mà bị đổ nước vào thì nó sẽ không làm nứt mặt kính. Đó. Rồi nó là mặt kính chịu lực và chống xước. Thì là chúng ta có thể cạy, chúng ta có thể cạo các cái bề mặt mà chúng ta lau chui dọn dẹp nó rất là sạch. Và nó đặc biệt là nó không khói thì chúng ta không phải hít phải khí độc hàng ngày. Cho nên đó là lý do chúng ta nên chuyển từ bếp ga
qua bếp điện tử. An toàn cho người sử dụng, an toàn cho người sử dụng, cái này rất là quan trọng anh chị nhé. Với bếp thường thì bếp ga thì nó dễ gây hỏa hoạn, và khi mà với bếp tư thì chúng ta như chúng ta có khóa trẻ em, có tự động ngắt, có chống trào và có cảnh báo nhiệt dư. Thì khi mà ở cái ngăn hồng ngoại mà nó đang nóng thì nó có thông báo lên là đang nóng để chúng ta không động tay vào. Và nó khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta quên không tắt bếp thì nó khi sẽ bếp nó sẽ nóng lên và đạt được cái ngưỡng đó, nó làm hỏng thức ăn nhưng mà nó không gây hỏa hoạn vì lúc đấy nó sẽ ngắt chứ nó không nóng mãi như bếp ga. Bếp ga thì tôi thấy rất là nhiều gia đình họ đun họ quên mà đến lúc là có thể là cháy luôn nồi và gây hỏa hoạn. Còn với bếp tư thì nó không xảy ra hiện tượng đó, bếp hồng ngoại cũng như vậy, nên nó đảm bảo an toàn cho gia đình chúng ta. Cái này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta giải thích cho họ cái này thì họ thì khách hàng họ rất là nhiều người họ sẽ chuyển qua, bởi vì họ lâu nay họ vẫn là sợ, họ sợ một quả bom trong nhà, họ sợ một quả bom trong nhà, nhưng mà vì là họ không biết được là bếp tư nó giá nó hợp lý như vậy, và họ cũng lo lắng là lỡ bếp tư bếp hồng ngoại nó có tốn quá nhiều điện hay không thì họ chưa dám mua. Nhưng khi các anh chị giải thích cho họ về an toàn, về tiêu thụ năng lượng, về có thể trả góp được thì lúc này họ sẽ thay đổi và họ sẽ chuyển qua. Và trước tiên để ai thay đổi thì mình phải thay đổi đã. Các anh chị nhận thấy cái việc thay đổi tốt cho gia đình chị và anh chị nên mua. Còn nếu mà các anh chị mua mà bảo là cái này tốt lắm, cái này tiết kiệm điện lắm, cái này sạch lắm, cái này nó bảo thế nhà chị dùng chưa, bảo nhà chị chưa dùng, thế thôi chắc chả bán được cho ai cả. Nó tốt, nó tiết kiệm điện, nó sạch sẽ, nó an toàn, mà sao chị không mua không? Đúng không ạ? Như vậy là đấy, trước tiên thuyết phục được khách hàng, các anh chị phải tự thuyết phục được mình đã. Còn nếu không thuyết phục được mình thì anh chị rất là khó thuyết phục người khác. Riêng cái bếp ga này mà bếp điện, ví dụ như tôi bảo máy sấy quần áo chẳng hạn nó 30-32 triệu, thì đôi khi các anh chị bán là các anh chị bán cho cái người đó và anh chị không phải mua. Bởi vì sao? Bởi vì người mua hàng anh chị rất có thể họ bảo là họ biết là cái năng lực của anh chị không đủ tiền để mua từng đó, và họ rất là vui vẻ là mua một cái máy sấy quần áo của anh chị mà cho dù các anh chị không có máy để trong nhà. Nhưng với bếp điện tử là khác, họ sẽ không bao giờ mua, bởi vì mà mua bếp điện tử của các anh chị mà các anh chị còn chưa dùng bếp điện tử, bởi vì cái giá của nó như bếp GF2018 này của chúng ta là 12.900.000, còn cái bếp MI271 của chúng ta chỉ có 10.900.000 thôi. Nên các chị không thể nói với khách hàng là ôi chị đắt quá em không mua được, không phải, mà là các anh chị chưa bị thuyết phục, các chị chưa tin là cái đó nó tốt, chưa tin là cái đó nó thay đổi cuộc đời các anh chị, chưa tin là nó sạch sẽ, chưa tin là an toàn, thì lúc đó thì khách hàng họ sẽ không bao giờ mua. Chúng ta có trả góp, chúng ta có hoa hồng, chúng ta có mọi thứ, và chúng ta được học là nó tiết kiệm hơn, chúng ta học được là các anh chị đang lãng phí vì ga, an toàn hơn, mà các anh chị không tự thuyết phục được mình chính mình thì các anh chị sẽ không bán hàng được. Cái này là tôi đảm bảo luôn. Và với tất cả những đại lý của Droppy như các anh chị và ai đã mua bếp điện tử thì hầu như là 100%, tôi nghĩ đến 100% họ đã bán được bếp điện tử cho người thân của họ và khách hàng của họ. So sánh bếp từ bếp hồng ngoại và bếp ga thì chúng ta sẽ có là bếp điện tử thì sẽ nấu nhanh nhất bởi vì hiệu suất tới 90%. Bếp hồng ngoại thì nấu chậm hơn bởi vì hiệu suất của nó là 60%. Còn bếp điện và bếp ga thì hiệu suất thấp hơn rất là nhiều. Từ đó cho nên các anh chị thấy là từ cái bảng so sánh này, các anh chị thấy là các anh chị nên chuyển từ bếp ga sang bếp từ và bếp hồng ngoại. Còn có cần bếp hồng ngoại hay không thì tôi vẫn nhắc lại với anh chị là nếu các anh chị muốn giữ lại bộ nồi và hoặc là anh chị thích nấu những cái loại nồi mà nó không có đáy từ thì các anh chị sẽ mua bếp GIF28 này. Còn nếu mà các anh chị gọi là chấp nhận đổi mới hoàn toàn cái bếp điện từ bộ nồi của chúng ta, hoặc là các anh chị đã có sẵn nồi có đáy từ rồi thì các anh chị sẽ mua các cái model mà nó chỉ có điện từ thôi và không có hồng ngoại. Bởi vì sao? Bởi vì hồng ngoại là hiệu suất là 60%, còn điện từ là hiệu suất 90%. Bếp hồng ngoại nó sẽ gọi là tốn năng lượng hơn bếp từ một chút, nhưng bù lại thì nó nấu được tất cả các loại nồi. Dù là nó tốn năng lượng hơn thì nó vẫn tiết kiệm hơn là bếp ga.
các anh chị nhé, vẫn tiết kiệm hơn bếp ga. À, trong khi đó cái GF28 này chúng ta có hai ngăn, một ngăn là để nấu những cái thứ đáy tư và một ngăn là để nấu những thứ không có tư, không có tư. À, các cái ưu điểm từ bếp điện từ của chén GF28 đó là mặt kính chịu lực, giống như tôi nói ban đầu, mặt cứng này là chịu lực và chịu nhiệt. À, nó không bị sốc nhiệt nên các chị không phải lo bị vỡ mặt kính, và chúng ta có bảo hành mặt kính tới 3 năm. Tất cả các hãng trên thị trường thì 90% các hãng trên thị trường là không bảo hành mặt kính, không bảo hành mặt kính, và chúng ta có bảo hành mặt kính. À, mâm từ thì làm từ đồng nguyên chất, nguyên chất bóng hồng ngoại thì hiệu suất cao. À, có tất cả những tính năng an toàn của cần thiết. À, bảo hành lâu dài chúng ta bảo hành 3 năm. Có linh kiện thay thế, cái này quan trọng nhé. Rất là nhiều khách hàng của chúng ta khi mà họ đi mua một cái bếp mà nó xuất xứ không rõ ràng, hoặc là một số cái bếp mà gọi là xách tay ấy, tức là bếp rất là tốt nhưng mà xách tay, thì sau một thời gian họ bị vỡ kính, họ bị hỏng linh kiện thì họ không có chỗ thay. Còn chúng ta cam kết với khách hàng chúng ta có 12 năm linh kiện đi kèm, 3 năm mà bảo hành và 12 năm linh kiện, tức là cái bếp là 15 năm sau thì cái bếp đấy vẫn dùng bình thường, bởi vì chúng ta đủ linh kiện để thay thế cho khách hàng và chúng ta lưu kho sẵn phụ tùng, cho nên phụ tùng rất là rẻ. Ví dụ một cái mặt kính của một cái bếp bình thường, các anh chị mua một cái bếp bình thường mà sản xuất tại châu Âu nhé, các anh chị mua cái mặt kính nó phải có giá khoảng 9 triệu 10 triệu mỗi cái mặt kính không. Rồi cái mạch điện cũng như vậy, mạch điện. Và thường thì khi mà bị lỗi ấy, thì những cái bếp mà nhập khẩu châu Âu thì các anh chị chờ phụ tùng rất là lâu, chỉ có bếp của Uchen thì các anh chị sẽ có ngay tại kho thôi. Còn hầu như các bếp khác thì tôi thấy là cái thời gian bảo hành rất là dài, bởi vì họ không có sẵn phụ tùng và giá phụ tùng họ cũng rất là đắt. Thì ở ở công ty tôi đang còn thừa mấy cái bếp gọi là AEG, tức là cái AEG ấy. Thì cái bếp đấy là rất là nổi tiếng ở châu Âu, nhưng mà khi mà về Việt Nam ấy, thì thỉnh thoảng là bị côn trùng vào, thỉnh thoảng bị dòng điện không ổn định, và thỉnh thoảng nó sẽ bị độ ẩm quá cao, Việt Nam nó bị chà hỏng, thì hầu như là khách hàng xong rồi là đưa đi vứt luôn, bởi vì sao, không có linh kiện thay thế đấy. Thì đó là những cái điều ưu điểm để chúng ta mua bếp của Kuchen mà không mua sách tay, và hoặc là không mua những cái hãng mà không có uy tín. Rất là nhiều ưu điểm nữa thì ở trong slide tôi sẽ gửi slide Hoa, tí nữa Hoa sẽ gửi slide cho các anh chị. Bây giờ chúng ta quay qua cái thông số của cái bếp GF28, là cái bếp này chúng ta có thể lắp âm hoặc là lắp nổi. Lắp nổi là gì? Với những cái gia đình mà chúng ta đang dùng bếp ga và chúng ta lỡ xây cái bề mặt đá nó thấp thì chúng ta lắp nổi lên, hoặc là với một số gia đình là không muốn cắt mặt đá, tức là cái mặt của nó mặt là mặt bê tông mà họ lắp nổi lên, thì chúng ta có cái chân đế đi kèm để mà các anh chị lắp nổi đấy. Vì rất nhiều gia đình là không lắp âm được thì chúng ta lắp nổi. Nhưng mà tôi khuyên là nếu chúng ta có thể lắp âm được thì chúng ta lắp âm nó đẹp hơn, nó sạch hơn và nó dễ vệ sinh hơn đó. Nhưng mà chúng ta linh hoạt các anh chị nhé. Gia đình nào mà không lắp âm được thì chúng ta lắp nổi. Bảng điều khiển cảm ứng rất là nhạy, có 10 chương trình nấu. Mặt kính vát cạnh thì khi mà đặt lên bếp nó rất là phẳng, chịu nhiệt tới 11.000 độ C. Đấy mà kém dùng rỉ, vì có hẹn giờ, có chống tràn, có tăng tốc, có tạm dừng, và có nhận dạng đáy nồi ở bên ngăn tử, và có thể nấu được ở các cái nhiệt độ thấp. Có khóa trẻ em, có hiển thị nhiệt dư, và có một ngăn tư và một ngăn hồng ngoại, có cảnh báo điện yếu điện cao, tức là ở một số các anh chị sống ở những cái vùng mà nó điện nó thay đổi chập chờn, và có những vùng nó điện nó không đủ thì máy nó sẽ báo lỗi là điện thấp, báo lỗi điện cao, để chúng ta biết, để chúng ta có thể phải mua thêm ổ áp đó. Công suất là 4.000W cho cả hai ngăn. Về lắp đặt thì rất là đơn giản,
Rất nhiều như anh chị cứ lo lắng là không hiểu lắp đặt thì thế nào, nhưng mà đời hiện tại thì Kuchen đã mở rộng mạng lưới lắp đặt, đến nay thì nó có khoảng 400 điểm lắp đặt trên cả nước, và Kuchen đang mở rộng nữa, thì Kuchen sẽ dần dần tiến tới là mọi địa phương đều có điểm lắp đặt bảo hành, để cho anh chị yên tâm là chỗ nào tại Việt Nam rồi chúng ta sẽ có điểm lắp đặt bảo hành hết. Và cái việc lắp nó rất là đơn giản thôi, chỉ có lắp một cái automat đầu hai cái dây điện một cái, và một dây nối đất là xong, cho nên không có ai mà không lắp được bếp điện tử cả. Thì tôi nhận thấy là rất nhiều chị em nữ ở trong Ropi họ cũng thể tự lắp được bếp điện tử, và như vậy họ sẽ tiết kiệm được cái tiền phí lắp đặt. Thì một số anh chị em, ví dụ như chị Hương Yên Thanh chẳng hạn, thì tôi thấy là mỗi lần chị bán bếp điện tử là chị ôm đồ đi lắp cho khách luôn, rất là rồi nhiều chị khác cũng như vậy, cho nên là cái việc lắp đặt anh chị không phải quá lo lắng. Chúng ta có một cái hệ thống lắp đặt cộng tác khắp Việt Nam, thì và nếu chỗ địa điểm đấy chúng tôi chưa kịp mà có đối tác lắp đặt thì các anh chị tự lắp đặt cũng rất là dễ. Cộng với nếu mà các anh chị gần khu vực anh chị mà có ai anh em người thân mà muốn trở thành cộng tác viên lắp đặt, thì các anh chị cứ giới thiệu cho Kuchen và Kuchen sẽ biến họ thành cộng tác viên lắp đặt và sẽ hỗ trợ các anh chị được rất là dễ dàng. Các anh chị không phải lo nhé, rất nhiều anh chị bảo lo khó lắp thế nào, lắp không rất là dễ dàng. Và một điều nữa là cái bếp điện tử của chúng ta là Kuchen là công ty lắp điện, cho nên công ty về bếp, cho nên cái bếp là một trong những cái sản phẩm rất là chủ lực của Kuchen. Các anh chị yên tâm là cái bếp thì chúng ta sẽ có giá thành hợp lý, chất lượng cao và có đầy đủ phụ tùng lắp đặt rõ ràng, lắp đặt bảo hành. Cái này là cái rất là quan trọng, vì cái bếp nó sẽ theo chúng ta 15 năm. Mà 15 năm thì cần phải có một cái thiết cần phải có một cái gọi là phụ tùng, lượng phụ tùng lưu kho, bởi vì cái bếp rất tốt. Hầu như cái bếp chúng ta thì tổng lỗi nó khoảng dưới 2%, tức là 100 cái thì nó lỗi không tới 2 cái. Với những cái bếp mà nhập khẩu tại châu Âu thì chúng ta gần như là không có lỗi, tức là nó dưới 1%, thì gần như các anh chị không phải lo là cái bếp nó có hay lỗi hay không, mà nó ít lỗi lắm, các anh chị yên tâm. Còn nếu như lỗi, ví dụ như vô tình bị con thạch sùng nó chạy vào bên trong, vô tình bị con gián hay gì nó vào bên trong, thì chúng ta lại có phụ tùng thay thế ngay. Các anh chị không phải lo. Ok ạ, bây giờ tôi sẽ quay lại về cái các cái câu hỏi, tôi sẽ trả lời câu hỏi và tôi sẽ chuyển sang cho MC để MC hướng dẫn chúng ta chạy sao, chạy điểm. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là về sản phẩm mới có sale Đỗ Mai Lâm. Em thấy có một số câu hỏi ở khung chat thì chắc là ok cũng có cũng mấy câu hỏi là ngắn thôi, anh sẽ trả lời nhanh để không mất thời gian. Cái chỗ mà dùng điện 110 anh, bếp bảo có hành. Sử dụng được điện 110 không ạ? Không thể dùng điện 110 các anh chị nhé. Bảo hành 3 năm. Có chị Phương hỏi bảo hành thì nó bảo hành 3 năm. Giá sau anh cái này là 12.900.000 và được tặng một cái nồi Italy trị giá 2 triệu, hơn 2 triệu. Cái nồi Italy tôi xem là bao nhiêu. Cái nồi Italy 28cm giá bao nhiêu. Hoa nhắn lên cho các anh chị biết cái trị giá của cái nồi để giúp anh nhé. Thì chúng ta được tặng một cái nồi 28cm. Cái nồi này các anh chị có nấu được canh, các anh chị nấu luộc được gà. Và cái nồi này nó rất là xịn. Anh chị nào đã dùng cái nồi Italy này nó rất là mê. Bởi vì nó cái nhiệt nó rất là đều. Và khi các anh chị cho con gà vào thì nó chín từ trên xuống dưới. Và nó chín rất là nhanh. Thì nó khác với các cái nồi mà truyền nhiệt kém. Cái nồi nó truyền nhiệt trên thanh và dưới đáy. Nó nhiệt độ cũng giống nhau. Cho nên khi chúng ta nấu cái nồi Italy ấy, thì các chị rất là sướng. Thực phẩm nó rất là ngon. Luộc gà hay là nấu các món ăn hầm thì nó chín rất là nhanh và nó không mất dinh dưỡng và nó không bị cháy, bởi vì cái nồi này á, nhiệt bên dưới và bên trên bằng nhau cho nên nó không bị cháy cục bộ. Cái nồi này các anh chị nào đã dùng rồi rất là mê, thì chúng tôi tặng cho anh chị một cái nồi Italy này cộng với cái giá bếp là 12.900.000 cộng cái nồi Italy này 28cm và nó chỉ có 100 cái nồi được tặng thôi các anh chị ạ. Có 100 cái nồi được tặng thôi. Thì là nếu mà gia đình nào mà muốn sử dụng cái bếp
mà nó có thể giữ được bộ nồi cũ của các anh chị và nấu được các nồi thủy tinh, các cái nồi gốm sứ, thì chúng ta sẽ được tặng một cái nồi 28cm Italy nồi 4 và cái giá là 12.900. Còn tôi nhắc lại nha, nếu các anh chị nào mà không muốn dùng chỉ tức là hy sinh luôn bộ nồi cũ và không và muốn mua một đôi bộ nồi 4 mới, thì các anh chị mua MI271 hoặc là TRI271 hoặc là các cái bếp SEI đó, chúng ta phải phân biệt rõ ràng nhé. Đấy, cái anh chị cần cân nhắc. Rồi tiếp được là công suất 1000W cho cả hai ngăn ạ. Không phải nhé, công suất của chúng ta là mỗi ngăn 2000W. 1000W thì nó sẽ chậm, nấu sẽ chậm. Phải 2000W. Và nó có booster, tức là có tăng tốc nữa. Quay lại thông số kỹ thuật được không ạ? Cái thông số kỹ thuật thì công ty sẽ gửi cái slide đấy luôn cho các anh chị ngay bây giờ. Rồi. Ok. Anh ấy chắc có một số cái thông tin về lắp đặt thì sản xuất tại Malaysia các anh chị nhé, sản xuất tại Malaysia. Rồi cái nồi đấy có trị giá là 2.400.000. Nồi này rất là sướng, nó chống cháy và nó 2.3 2.4 thì thôi cứ tính 2.3 đi. Cái nồi này rất là sướng, nấu rất sướng, các anh chị rất là mê cái nồi này, và tôi đã bảo là không có ai không mê nồi này cả. Nhiệt nó rất là đều, nấu rất là giữ được dinh dưỡng, và các anh chị nấu các món hầm nó rất là nhanh, các anh chị luộc gà rất là thích, cho nên cái này là cái mà các anh chị nên có, kể cả anh chị không mua, kể cả anh chị không mua bếp điện từ GIF 29, thì anh chị cũng nên mua cho mình một bộ nồi Italy. Rồi ok, các câu hỏi nó bị trùng lặp rồi thì tôi xin xin trả lại giúp cho chị Nghệ. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của CEO Đỗ Mai Lâm ạ. Và các anh chị có biết là tiếp theo chương trình thì Nghệ sẽ mời lên đây một mentor 6 sao. Chị đã là người mà tiên phong cho Nai Hàng Kuchen. Và khi mà chị vào Dropbee thì Nai Hàng Kuchen đã được chị rất là chú ý, rất là quan tâm. Và chị đã kinh doanh rất là thành công với Nai Hàng Kuchen. Và hơn nữa là chị còn hướng dẫn đội nhóm của mình, những chị. Team chị thì đa số là toàn là phụ nữ thôi, nhưng mà khi mà các chị đã kinh doanh với Nai Hàng Kuchen này thì cũng thực sự cũng rất là thành công luôn. Và đó là một người mentor rất là có tầm, và chị là một người rất là nhiệt tình hỗ trợ tất cả các anh chị, không những ở trong team của mình mà còn hỗ trợ các anh chị ở trong team khác nữa, để làm sao có thể kinh doanh cái Nai Hàng Kuchen này rất là thành công một cách là ngoạn mục nhất. Và cũng không để các anh chị chờ lâu nữa thì Nghệ sẽ mời lên đây mentor 6 sao chị Giang Thía, sẽ lên chia sẻ cho các anh chị về cái cách chúng ta có thể là lên sao với lên sao, và cái cách chúng ta mang giá trị của sản phẩm Kuchen đến tay khách hàng như thế nào. Và em xin mời lên đây mentor 6 sao chị Giang Thía ạ. Ok, xin cảm ơn MC Đoàn Nghệ nhé. Giang Thía xin được chào anh Đỗ Mai Lâm cùng toàn thể các anh chị em đang có mặt ở phòng Zoom. Hiện tại thì gần 6:30 nhưng chúng ta đang có 518 anh chị em đang có mặt phòng Zoom, và hôm nay thì rất là bất ngờ đúng không ạ? Chúng ta vừa khép lại chương trình 9 ngày tốc chiến 24 giờ tối hôm qua, nhưng hôm nay lại mở ra một chương trình chạy đà tốc chiến của năm 2023 đúng không ạ? Và không biết là anh chị em đã về đích chưa? Các anh chị em về đích chưa? Còn đối với team của Giang Thía thì đã rất nhiều các anh chị em về đích và chốt số liệu cuối cùng ở phút thứ 89 nhé. Phút thứ 89 và cũng chưa thống kê cụ thể, nhưng có lẽ là trong năm 2022 Thía dẫn khoảng 50 cặp vợ chồng đi du lịch Đài Loan, thế có tự hào ạ, quá tuyệt vời. Và riêng ngày hôm qua thôi thì doanh số về Kuchen thì chắc có lẽ là rất là nhiều, chủ yếu là team Giang Thía. Hôm qua anh Lâm có thể là tổng hợp cái số chốt mọi người đều chốt 90 ngày bằng sản phẩm của Kuchen, và tuyệt vời đúng không ạ, quá tuyệt vời. Doanh số tối và bùng nổ, và đến trước 24 giờ đêm hôm qua thì Thía không biết là chắc là phải vài tỷ ngày hôm qua đấy, không biết là anh Lâm đã nắm được chưa. 3 tỷ đúng không ạ? 3 tỷ, và team của Giang Thía luôn nổ liên tục ạ. Liên tục, và có đơn rất là khủng thôi, tầm 5-60 triệu tiền chốt sản phẩm của Kuchen thôi. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thì đối với Giang Thía cũng như là đội nhóm của mình
thành công ở Ropi, cái phần lớn là do cái sản phẩm của cô Trang và cái tình yêu đó thì được truyền từ người này qua người khác, từ người này qua người khác. Và mọi người nếu như ở đây thì Giang Tiến biết được rất là nhiều các anh chị em ở các team team khác có dự cái buổi ngày hôm nay, nhưng mà Giang Tiến cũng xin bật mí bí mật là các anh chị hãy mạnh dạn lên, hãy mạnh dạn và tham gia học, cũng như là chúng ta hiểu về cô Trang để giúp cho tình yêu đối với cô Trang ngày càng lớn lên. Và chắc chắn một điều thì hứa với các anh chị là các anh chị sẽ thành công, sẽ thành công tại Ropi, cũng như là giúp được nhiều người khác thành công tại Ropi, đúng không ạ? Quá tuyệt vời, con số là 3 tỷ trong ngày cuối cùng tâm chiến. Thì Thía rất là vui, và hôm nay thì khi mà được nghe chia sẻ về sản phẩm mới thì các anh chị có thể thấy được ạ, chúng ta hãy bắt đầu nhé, đừng nghỉ ngơi, mà hãy bắt đầu với sản phẩm, những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích, những cái sản phẩm mà các anh chị đã chọn là những sản phẩm phễu, sản phẩm chiến lược. Trong đó thì sản phẩm Gugen là Thía, thì trong đội nhóm của Giang Thía thì trong team Giang Thía thì được chọn là sản phẩm chủ lực, là sản phẩm chủ lực. Và tất cả hầu như là team Giang Thía toàn là nữ thôi, toàn là nữ là nhiều, các anh nam thì rất ít, nhưng mà lại rất thành công. Và các anh chị thấy là sản phẩm kỹ thuật, cứ mọi người cứ nghĩ là nữ làm thì khó, nhưng mà hoàn toàn có thể làm được, và các anh chị hoàn toàn có thể hướng dẫn, mà thậm chí là nữ thì các anh chị em lại tỉ mỉ hơn, và học thì quan tâm nhiều hơn, và ghi chép đầy đủ hơn. Như vậy là khi mà chỉ cần một lần hướng dẫn thôi thì chắc chắn một điều là sẽ có thể là hướng dẫn được cho khách. Và đây với sản phẩm ra mắt hôm nay, sản phẩm là bếp từ có cả hồng ngoại cho với tất cả các anh chị em, là nếu như gia đình nào còn băn khoăn là sợ những cái nồi cũ mà chúng ta lại sợ là bỏ đi, đúng không ạ? Nồi cũ mà sợ là không, bếp từ không ăn nhiều mà mình phải thay hết bộ lùi đi, thì hôm nay là cái sản phẩm 218 sẽ là sản phẩm các anh chị có cái sự lựa chọn. Nếu như các anh chị mà thấy là mình cần phải thay đổi, bếp ga mọi người đã thấy rồi, chị Ngân này, rồi bạn Nông Huyền này, rồi anh Mai Lâm anh chia sẻ về tại sao chúng ta phải dùng bếp từ rồi. Và nếu như mà chúng ta chưa tham gia vào Ropi, hoặc chúng ta chưa tham gia các buổi đào tạo của Gugen, thì có thể các anh chị vẫn là dùng bếp ga. Nhưng nếu đã tham gia vào các chương trình đào tạo của Gugen rồi thì một điều là chúng ta có thể thay đổi đi. Các anh chị hãy thay đổi đi để bảo vệ sức khỏe cho gia đình chúng ta, và bảo đảm sự an toàn cho gia đình trước. Và mong Thía thì mong muốn là các anh chị, nếu như ai chưa trải nghiệm thì chúng ta hãy trải nghiệm đã, hãy trải nghiệm sản phẩm đã, và đó là sự thay đổi mà các anh chị thấy hoàn toàn xứng đáng. Đối với trong team của Giang Thí thì mọi người gần như là full sản phẩm của Gugen, full sản phẩm của Gugen trong gia đình. Và ở đây một điều các anh chị có thể nghĩ rằng là có thể là có người có điều kiện mới dùng được, nhưng mà các anh chị hãy hỏi rất nhiều anh chị ở đây, ví dụ như là bạn Nông Huyền, ví dụ như nhiều ví dụ bạn Đoàn Nghệ, là những người mà không phải là người ta có kinh tế đâu, nhưng mà bây giờ các bạn đã dùng full sản phẩm Gugen rồi. Và chính vì sự là các bạn ấy thay đổi như vậy, các bạn ấy cảm nhận được như vậy, và các bạn ấy đã ra được doanh số, và đội nhóm của các bạn ấy cũng ra doanh số. Và một điều thì chắc chắn với các anh chị rằng là cái sản phẩm bếp từ và bếp thử kết hợp với hồng ngoại là những sản phẩm mà rất tiềm năng ở thị trường chúng ta, còn rất rất nhiều các anh chị nhé, còn rất rất nhiều để các anh chị có thể tiếp cận, vì đa số các gia đình hiện tại vẫn đang dùng bếp ga, có đúng không ạ? Vẫn đang dùng bếp ga thì tiềm năng để phát triển thì rất là mạnh. Nếu như các anh chị thực sự quan tâm, các anh chị thực sự là trải nghiệm, và các anh chị thực sự là xem danh sách khách hàng của mình, và đi đâu các anh chị chỉ cần vào bếp nhà người ta thôi, các anh chị có thể thấy được người ta đang dùng bếp gì, và sau đó thì chúng ta bằng những cái câu chuyện mình đã dùng, đã trải nghiệm, để mình có thể chia sẻ cho khách. Và một điều là các anh chị hoàn toàn có thể chốt được khách, chắc chắn một điều là như vậy. Thì thị trường rất là tiềm năng, và giá thì cũng không phải là cao các anh chị nhé. Nếu các anh chị chỉ nghe thôi thì các anh chị thấy là giá cao, nhưng mà giá trị của nó còn cao hơn rất rất nhiều so với lại cái giá thành. Vì vậy là các anh chị phải tự tin. Một điều các anh chị phải yêu, phải hiểu về sản phẩm, và phải hiểu về tiềm năng thị trường. Và các anh chị là những người mà chính vì team Giang Thế mọi người kinh doanh cái sản phẩm này nhiều như vậy, và chính như vậy và thu hút được rất rất nhiều các anh chị em là cũng cùng với cái tần số đó, và cùng giúp nhau thành công, đúng không ạ?
Thì và cái phương thức là ở đây có những phương thức trả góp cho các anh chị, đúng không ạ? Phương thức trả góp mình chỉ cần lên đơn thôi, ghi chú là phương thức trả góp, thì bên Kuchen sẽ ngay lập tức sẽ liên lạc với anh chị để hỗ trợ là hình thức trả góp, và rất là nhanh và tiện lợi, đúng không ạ? Không khó một chút nào hết. Thì hoàn toàn có thể chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta kinh doanh được. Và một cái điều nữa là nếu như các anh chị muốn thành công và muốn cùng với mọi người để lên sao, lên số, thăng hạng nhanh, thì sản phẩm Kuchen của chúng ta là cái điểm quý báu rất là cao, đúng không ạ? Nếu các anh chị chỉ cần một trong đội nhóm của anh chị, mỗi người chỉ cần bán trong 5 người, 6 người, 6 người chỉ bán mỗi người một sản phẩm thôi, thì đã gần như là lên một sao rồi đấy, gần như là lên một sao rồi. Và trong đó thì sản phẩm Kuchen có rất nhiều để các anh chị kết hợp nữa, chứ không phải là chỉ bếp từ này, không phải chỉ là một bếp từ. Thì các anh chị hãy quan tâm đến sản phẩm, hãy cho mình cho phép mình để trải nghiệm sản phẩm. Và những ai mà đã trải nghiệm và Giang Thế tư vấn cho mọi người trải nghiệm thì kiểu gì cũng ra đơn, kiểu gì cũng ra đơn nha anh chị ạ. Và chúng ta là làm gì ạ? Là kinh doanh online nhưng mà kết hợp với tư vấn, và chúng ta sẽ phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng. Thì chúng ta sẽ phải hiểu về sản phẩm, và cùng với sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty, thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ có thể là ra đơn được. Và một điều nữa là chúng ta đang có khuyến mại, phải không ạ? Khuyến mại ra mắt hôm qua thì Giang Thế có bình luận rằng là lại bắt đầu tốc chiến rồi, đúng không ạ? Lại bắt đầu tốc chiến khi mà các nhà cung cấp khác dừng lại chương trình khuyến mại, đúng không ạ? Thì Kuchen bắt đầu là lại tiếp tục là khuyến mại để chúng ta chạy đà, để chúng ta sẵn sàng thành công. Một là các anh chị đã đạt được mục đích của chính bài tốc chiến rồi thì chúng ta duy trì, đúng không ạ? Chúng ta duy trì để chúng ta đạt được cái thành tích cuối năm, để chúng ta có thưởng cuối năm và chúng ta có chuyến đi du lịch Đài Loan. Và thứ hai nữa là các anh chị sẽ có nguồn thu nhập, anh chị sẽ nên sao, và các anh chị sẽ là cái cơ sở để chạy đà, để thành công trong năm 2023 cho mình và cho đồng đội của mình. Thì Giang Thía cũng xin được chia sẻ với anh chị, bởi vì thời gian nó không có nhiều nữa. 6:30 thì anh chị đã bắt đầu phải đi làm rồi, nhiều anh chị đã rời phòng Zoom rồi. Nhiều anh chị rời phòng Zoom rồi thì Giang Thía cũng xin được chia sẻ ngắn gọn như vậy, đúng không ạ? Ngắn gọn như vậy để các anh chị tự tin và kinh doanh. Còn nếu như mà các anh chị ai đó mà còn băn khoăn mà còn chưa hiểu thì có nghĩa là chúng ta cũng chưa hiểu về nhau, chưa hiểu về Kuchen, thì chúng ta hãy hiểu đi và hãy yêu đi, thì chắc chắn một điều các anh chị sẽ thành công, đúng không ạ? Thì xin chúc cho các anh chị là buổi sáng một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, và đặc biệt là chúng ta hãy bắt đầu, đừng ngơi nghỉ, bắt đầu chúng ta làm việc thật là nghiêm túc. Và với cái sản phẩm chủ lực chúng ta đã chọn rồi, các anh chị chọn sản phẩm nào cũng được, nhưng đối với đội nhóm của Giang Thí thì Kuchen là cái sản phẩm rất là chủ lực của team. Và tranh thủ các cơ hội này, những ai mà chưa trải nghiệm hãy trải nghiệm đi, hãy trải nghiệm đi, và sau đó thì các anh chị chắc chắn một điều, các anh chị sẽ thành công. Xin chào tất cả anh chị em nhé, và xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn CEO Đỗ Mai Lâm cùng tất cả các anh chị em đã tham gia phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Xin nhường mic lại cho MC và cho anh Mai Lâm chia sẻ một chút nhé, thêm một chút. Cảm ơn Giang Thía rất là nhiều, và chúng ta đã thấy không, nghĩa là khi mà chúng ta nghe mentor Giang Thía đấy chia sẻ thì chúng ta đã cảm thấy rằng là cái sức nóng nó lên rất là nhiều luôn, đúng không tất cả các anh các chị? Và chúng ta thấy rằng là nếu như ai mà chưa chọn sản phẩm Kuchen để làm chủ lực thì chúng ta thấy đấy là một cái điều rất là tiếc. Nếu như ai mà chưa đi đến với Kuchen, ai mà chưa trải nghiệm với Kuchen thì chúng ta cũng thấy là bây giờ hãy bắt tay vào, hãy trải nghiệm sản phẩm, hãy lan tỏa cái sản phẩm Kuchen này đi, bởi vì Kuchen đỉnh của đỉnh, đúng không tất cả các anh các chị? Rất là nhiều sản phẩm để cho chúng ta lựa chọn bên Kuchen để chúng ta làm sản phẩm chủ lực. Và chúng ta thấy được rằng là với cái tinh thần lúc nào cũng hừng hực trong cái tất cả của các bên Kuchen, và đồng thời là với cái đội ngũ tư vấn nhiệt tình như thế, với tất cả cái sức nóng, sức lan tỏa như thế, thì chúng ta phải tốc chiến, chúng ta phải giữ được sao, chúng ta phải chạy đà để dành cho 2023. Và tất cả những bạn mà chúng ta đã giữ được sao rồi thì chúng ta hãy lấy cái mai hàng Kuchen để làm chủ lực, đồng thời chúng ta hãy phát triển, hãy hết mình hết sức luôn để chúng ta cùng phát triển. Và bây giờ chúng cũng thấy là có những cái câu hỏi thì cần phải anh Mai Lâm giải đáp ở đây, thì anh các chị có thể là chúng ta cùng đặt những cái câu hỏi và để cho anh Lâm những cái câu hỏi nào mà cần phải giải đáp thì anh Lâm sẽ giải đáp cùng với anh các chị. Thì Ngân sẽ xem ở trong đây anh Lâm bật. Nãy tôi thấy có một anh chị hỏi là mất điện thì thế nào?
thì mỗi năm chúng ta chỉ mất điện đâu đó có khoảng 5 lần. Như chỗ tôi ở thì tôi nghĩ là nó mất điện nó không quá 5 lần vào đúng cái giờ đồ ăn. Nó có thể mất hơn 5 lần nhưng mà nó cũng lệch giờ đi là 1-2 nữa. Chúng ta cũng nên nhân tiện mà mất điện thì cả nhà nên đi ra ngoài ăn. Chứ chúng ta ăn ở đó là cái cơ hội để chúng ta đưa gia đình ra ngoài đi ăn. Cho nên cái chuyện mất điện các anh chị không phải lo, bởi vì nó cũng không đáng bao ít ít khi nó mất điện xảy ra. Cộng với là chúng ta nấu ga nó cũng mất ga mà. Đúng không ạ? Chúng ta các thiết bị khác nó cũng bị hỏng mà, chứ đâu phải là mỗi mình điện là mất điện đâu. Cho nên các anh chị không phải quá lo lắng về chuyện mất điện. Rồi. Rồi. Các câu hỏi thì có vẻ giống như là nó giống nhau cả. Cho nên là các anh chị nó bị lặp đi lặp lại rồi. Catalog thì catalog công ty update liên tục thì công ty sẽ lúc app catalog tư vấn có đầy đủ. Anh Lâm ơi, ở trong đây có một bạn Trần Tuyết, bạn Trần Tuyết hỏi là khách hàng trả góp thì có lãi suất không ạ? Hoặc là đại lý có được ưu đãi hay không thì anh trả lời giúp cho các bạn. Cái khách hàng mua trả góp thì chúng ta có lãi suất bình thường và lãi suất nó cũng rất là rẻ. Ví dụ như là chúng ta mất khoảng 6% một năm, 6% một năm, ví dụ như 10 triệu, 12 triệu đi. 12 triệu thì lãi suất là khoảng 600.000 cho đến 800.000 tùy vào mình chọn cái gói là bao nhiêu tháng. Ví dụ mình chọn gói 12 tháng đi chẳng hạn. Chọn gói 12 tháng thì chẳng hạn. Ví dụ như là tùy ngân hàng, có ngân hàng người ta sẽ lấy mình 6%. 6% thì 12 tháng thì mỗi tháng chúng ta trả gốc là 1 triệu. Cộng với 50.000 tiền lãi thì là mỗi tháng chúng ta sẽ trả 1.050.000. Thì sau 12 tháng thì chúng ta sẽ trả hết 12 triệu này. Đó, các anh chị nhé, cái lãi nó không đáng kể. Thì các anh chị có thể là chọn, ví dụ một số anh chị thích thì các anh chị có thể chọn là vay trong 2 năm. Vay 2 năm thì cái lãi sẽ là cũng tương tự như vậy. Thì cái lãi sẽ các anh chị trả hàng tháng là trả 500.000 tiền gốc cộng với 50.000 tiền lãi là anh chị trả 550.000 một tháng. Đó. Còn nếu anh chị trả 6 tháng thì tương tự như vậy. Cái tiền lãi nó không đáng kể nên là các anh chị không phải lo, bởi vì chúng ta vay trực tiếp từ ngân hàng. Nó khác với các cái hình thức là vay trả góp qua HD hay là qua qua gì, cái gì credit đấy. Tôi không biết lắm nhưng mà những cái đấy thì nó chém rất là khủng khiếp. Còn chúng ta mua vay qua ngân hàng nên rất là rẻ, lãi suất là nó do ngân hàng quy định. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là cái lãi suất cũng rất không đáng kể bao nhiêu đúng không? Mua rất là đơn giản và được nhà cung cấp, nhà các bạn tư vấn hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Thế ở đây thì em thấy có một cái câu hỏi là có bạn hỏi là các loại bếp khác thì có được khuyến mại không ạ? Các loại bếp khác là không khuyến mại, và cái khuyến mại này cũng chỉ có 100 cái thôi. 100 cái khuyến mại này chúng ta chỉ ra mắt 100 cái thôi. Vậy thì chúng ta hãy nhanh lên đúng không? Một là chúng ta mạnh dạn, chúng ta nhanh chóng để chúng ta tư vấn khách hàng, hoặc là chúng ta dùng mua để trải nghiệm luôn được cho mình thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bán được rất là nhiều đúng không ạ? Và ở đây thì có thấy bạn Trần Trọng Huy đặt một câu hỏi là bếp này có nướng trực tiếp trên mặt kính được không ạ? Cái bếp này thì cái ngăn hồng ngoại có thể nướng trực tiếp lên mặt kính được. Ví dụ như các anh chị nướng mực hoặc là nướng hành, nướng tỏi có thể nướng trực tiếp lên mặt kính được. Có một bạn nữa hỏi là các anh chị hỏi về mặt kính, thì cái mặt kính này là mặt kính nó chịu lực và chịu nhiệt cho nên là nó rất là an toàn và rất là bền. Và anh chị có lỡ ví dụ như bếp nó đang nóng mà mình bị đổ nước vào thì nó không nứt vỡ, và chúng ta bảo hành tới 3 năm cho mặt kính nên là cái mặt kính này rất là yên tâm. Còn cái ngăn hông ngoại ấy, sau một thời gian các chị nấu thì ngăn hông ngoại nó sẽ xấu hơn cái ngăn từ, đó là điều chắc chắn. Bởi vì cái ngăn hồng ngoại nó nhiệt độ lên tới 650 độ C thì cái ngăn đấy thì thức ăn nó sẽ bám vào thì khó vệ sinh hơn ngăn từ, thì nó thì sau một thời gian nhìn nó xấu hơn, nó gọi là nhìn xấu hơn thôi chứ nó vẫn cứ đẹp, vẫn cứ đen bóng, vẫn cứ đẹp bình thường, vẫn cứ đẹp hơn bếp ga rất là nhiều. Cho nên nếu mà các anh chị nào mà, như tôi nói giải thích một lần nữa, là nếu anh chị nào mà không tức là mua là một bộ nồi mới luôn và anh chị thích thì anh chị nên mua ở các cái bếp hai ngăn từ. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn giữ lại bộ nồi, hoặc anh chị thích nấu nồi thủy tinh, nồi gốm, nồi sứ thì anh chị mua model này. Các anh chị nhé, chúng ta có 5-6 model để anh chị lựa chọn. Mình phải phân biệt rõ là cả nếu mà các anh chị không cần phải giữ lại bộ nồi cũ, các anh chị không cần phải giữ lại bộ nồi cũ, anh chị đầu tư bộ nồi
từ luôn thì các anh chị mua các ngắn từ cả. Còn nếu anh chị nào muốn giữ lại bộ nôi thì các anh chị mới mua cái một từ một hồng ngoại này các anh chị nhé. Đó. Còn nếu mà nhà các anh chị rất là nhiều người và anh chị vẫn muốn giữ lại bộ nôi thì các anh chị lại mua cái MIF 918 3 ngăn 2 từ 1 hồng ngoại. Đó, chúng ta có nhiều lựa chọn linh hoạt. Ở đây em thấy có cái câu hỏi của bạn là Đặng Ngọc Quý cùng với chị Tuyết là giống nhau ở cái chỗ là nếu tôi có khách hàng muốn được sự tư vấn trực tiếp từ nhà sản xuất thì có được hỗ trợ không ạ? Và sẽ gọi đến số điện thoại nào ạ? Thì anh có thể giải đáp câu hỏi này cho các bạn. Công ty thì luôn luôn có cái số 1900 8071 để hỗ trợ các anh chị tư vấn bán hàng. Nhưng các anh chị phải học. Các anh chị không học là không bán được hàng. Xác định như vậy đi. Bởi vì khi một người mà tư vấn cần tư vấn thì các chị phải trả lời ngay. Còn bây giờ các anh chị gọi ví dụ như khách hàng hỏi là cái này nó có nấu được nồi gốm không, thế là anh chị lại gọi điện, thế thì cái khách hàng này chả bao giờ bán được hàng. Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh chị, nhưng các anh chị phải học sản phẩm. Thì anh chị học sản phẩm, các anh chị hiểu rõ sản phẩm, các anh chị mới tư vấn trực tiếp và anh chị mới tự tin nói chuyện với khách hàng. Còn nếu mà cứ cái gì các chị cũng không biết, cái gì các chị cũng chờ ở để chờ em hỏi đã nhá, chờ em ấy nhá, chả bao giờ anh chị bán được hàng. Đấy, công ty là sẵn sàng phục vụ anh chị, nhưng anh chị không phải các anh chị không sẵn sàng thì không bao giờ bán được hàng, không học không bao giờ không bán được hàng. Đấy, nên là dù là công ty có hỗ trợ đến bao nhiêu đi nữa thì các anh chị vẫn phải học sản phẩm, vẫn học sản phẩm. Vâng, có câu hỏi của chị Bùi Huyền là phụ tùng của Đức sản xuất tại Malaysia phải không ạ? Trong một cái bếp thì nó sẽ có những cái bộ phận là từ Đức, có những bộ phận nó từ Malaysia, và nó là để mà giảm giá thành. Còn nếu các anh chị muốn Đức 100% hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Italia 100% thì các anh chị phải mua các cái bếp có giá cao hơn, tức là mua các bếp TRI, SEI rồi GEI thì các anh chị sẽ mua được những cái bếp thì nó là 100% tại cái nước đó. Còn tại các cái bếp tại Malaysia thì nó sẽ có bộ phận từ Đức, có bộ phận từ Malaysia. Ở đây có bạn bảo là bếp này là nắp nổi hay nắp âm anh ạ? Bếp này có thể lắp nổi được và có thể lắp âm được. Cái việc mà chở máy đi lắp là cái việc hỗ trợ ngoài, không, còn lại Kuchen không khuyến khích cái vấn đề này. Kuchen khuyến khích là các anh chị gửi qua bưu điện, bởi vì nếu mà mỗi một người mà chúng ta hợp tác là gì, chúng ta có cái việc là tư vấn, là các anh chị tư vấn, chúng ta sẽ lợi dụng cái sức mạnh của hai bên, bên Kuchen cung cấp thiết bị, cùng Kuchen cung cấp giá thành tốt, cùng Kuchen cho hoa hồng tốt, thì ngược lại các anh chị cũng phải học sản phẩm, các anh chị cũng phải chăm sóc khách hàng. Còn nếu mà Kuchen vừa cho sản phẩm tốt, vừa chăm sóc khách hàng, vừa tư vấn cho khách hàng luôn, thì Kuchen cần gì các anh chị nữa, Kuchen tự làm luôn đi cho nó xong. Đấy, thì chúng ta phải rõ ràng nhé. Chúng ta không phải vào Vodopi xong chúng ta ngửa mặt lên trời và tiền rơi vào mặt chúng ta được. Điều đấy không có bao giờ có. Chúng ta phải học sản phẩm. Tôi nói thì các anh chị có thể giận tôi, nhưng mà tôi nói luôn là nếu các anh chị không học sản phẩm thì các anh chị đừng bao giờ nghĩ là thành công. Các anh chị bán ở Kuchen không thành công, các anh chị bán ở hãng khác cũng thành công, và các anh chị làm việc gì cũng không thành công. Đó, cái này thì tôi nói hơi gay gắt đối với các anh chị sẽ thấy là ông này dễ ghét đấy, nhưng mà thực sự là mình phải đầu tư học sản phẩm, mình phải đầu tư chăm sóc khách hàng, mình phải thân thiện với khách hàng, mình phải có mối quan hệ tốt với khách hàng thì lúc đó mới ra sản phẩm được. Còn nếu mà các anh chị nghĩ vào Dropi ngon lắm, vào Dropi đi tự nhiên ngày mai có 20 triệu, không bao giờ có nhá. Đó là một. Còn những cái đại lý ở Vinh muốn có một sự chăm sóc chu đáo hơn, muốn nhờ người của Kuchen đi làm việc thì họ phải thỏa thuận riêng với Kuchen. Còn với Kuchen, với Ropi thì tất cả đã có cái công thức sẵn rồi, trả tiền cho bưu điện họ vận chuyển đến, xong đó họ lắp đặt. Còn với những ai mà ở Vinh mà muốn chăm sóc kỹ hơn thì đương nhiên phải trả nhiều tiền hơn rồi. Cái này là cái mà các anh chị ở Vinh phải chấp nhận nhé. Đó. Còn nếu mà các anh chị mà muốn một sự chăm sóc chú đáo, một nhân viên của Kuchen trực tiếp đi đến một cái huyện nào đó để lắp đặt cho anh chị, các anh chị biết đó, lương của một nhân viên Kuchen bây giờ là trung bình phải 10 triệu cho đến 30 triệu. Và như vậy Kuchen phải trả cho người đó là khoảng 500.000 một ngày. Mà các anh chị xách một cái nhân viên của tôi đi một ngày
rồi tới rồi mà các anh chị trả tới 500.000 là tôi bị lỗ, tôi bị lỗ đấy các anh chị nhé. Cho nên là cái việc mà các chị thỏa thuận riêng, các anh chị đừng có kiện lên Ropi, vì các anh chị hiểu là tôi trả lương cho nhân viên tôi 500.000 và các anh chị xách một nhân viên của tôi đi ngay đi một ngày, sau đó các anh chị bảo là 500.000 là đắt đấy, thì tôi cũng phải chịu thua trường hợp này các anh chị nhé. Đó, còn lại thì cứ làm theo đúng theo ấy thôi, theo đúng như quy định ở khu chain Ropi thì các anh chị sẽ được chăm sóc đầy đủ và yên tâm sau bán hàng, yên tâm chất lượng, yên tâm về dịch vụ. Vâng anh ơi, em có nhân viên lắp đặt thì sẽ được tuyển liên tục. Các anh chị cứ liên hệ với cái Zoom của anh của Tuấn Hoa này, Tuấn Hoa sẽ nối các anh chị với cộng tác viên lắp đặt. Chúng tôi mong muốn là mỗi một tháng thì chúng ta lại có 2-3 khóa đào tạo để chúng ta có hàng nghìn người lắp đặt trên toàn Việt Nam để mà phục vụ các anh chị được tốt hơn. Anh ơi, có cái câu hỏi này mà rất nhiều bạn là đặt câu hỏi này, có nhiều khách muốn mua trả góp nhưng không làm được cái thẻ tín dụng, mà khi mà có cái thẻ tín dụng thì nó lại rất là khá phức tạp mà không phải là ai cũng có thẻ. Vậy thì có những bạn mà bạn ấy muốn là mua theo cái hình thức là ví dụ như bạn ấy có lương hoặc là có trong cái tài khoản của Agribank đấy, thì làm cách nào để mà hướng dẫn trả góp cho các bạn ấy được nhanh nhất, thì anh có thể giải đáp câu hỏi này cho các bạn ạ. Cái này thì các anh chị hiểu nhầm. Nếu các anh chị có lương nhé, thì không có một cái ngân hàng nào từ chối các anh chị mở cái thẻ tín dụng cả. Chúng tôi có thể làm như này, chúng tôi có thể liên hệ với FE Credit, chúng tôi có thể liên hệ với HD Credit để cho các anh chị vay trả góp rất là dễ dàng. Nhưng mà các anh chị phải trả một cái mức lãi suất mà chúng tôi thấy đau lòng, cho nên chúng tôi không làm việc đó. Ví dụ như FE Credit hay là HD Credit ấy, chúng ta phải trả một cái mức lãi suất mà nó là khủng khiếp lắm. Và chúng tôi thấy xấu hổ khi mà làm việc đó. Bởi vì chúng tôi giống như là đang lừa các anh chị để bán được cái món hàng. Cho nên chúng tôi khuyên các anh chị là làm thẻ tín dụng cực kỳ dễ. Các anh chị cực kỳ dễ làm thẻ tín dụng. Các anh chị việc ra gặp ngân hàng rồi bảo là tôi có bảng lương này nọ, và họ chỉ nhờ mình đóng một cái dấu ở một cái cơ quan của mình nhẹ nhàng thôi. Bởi vì cái thẻ của mình làm dễ lắm mà. Đấy, thầy chị Lương bảo nói thẻ tín dụng online cực kỳ làm dễ. Lương đã làm rồi, hiện có tới 3 thẻ tín dụng. Thì các anh chị cố gắng đi làm cái thẻ tín dụng nhé. Còn chúng tôi không thể nào mà cho các anh chị vay một cách lãng phí tiền của các anh chị được. Ví dụ như FE Credit, HD Credit 30 phút là họ cho anh các anh chị vay à. Nhưng các anh chị phải nghĩ là sau đó cái gánh nặng phải trả lãi thì các anh chị là người phải chịu. Và chúng tôi rất là sợ các anh chị phải ôm một cái gánh nặng. Cho nên là chúng tôi khuyên các anh chị nên làm thẻ tín dụng, nên làm thẻ tín dụng nhá. Đấy, đừng có vì 30 phút một tiếng mà chúng ta phải mang một cái nợ, một cái lãi suất khủng khiếp nhá. Cái lãi suất của ngân hàng cho anh chị vay rất là thấp. Nó 6%, 8% một năm, nó rất là thấp. Còn nếu anh chị mua lên đến 20-30% thì thực ra là nó là khủng khiếp. Còn nếu mà anh chị nào không làm được cái bảng lương hoặc là không thể nào mở được thẻ thì đấy có chị Thủy đấy, chị Thủy sẽ hướng dẫn các anh chị. Chị Thủy hình như làm ngân hàng hay sao đấy. Đấy, để hướng dẫn anh chị thì rất là nhiều cách để làm. Thực ra để mà có một cái thẻ tín dụng, để có một cái dấu mà bên ngân hàng họ chấp nhận ấy thì chúng ta cũng không khó đâu. Còn nếu mà thực sự các anh chị khó quá mà không làm được nổi cái thẻ nữa thì tôi cũng khuyên các anh chị không nên mua trả góp. Bởi vì cái trả góp theo HD hay FE Credit là nó đắt lắm các anh chị nhé. Có chị Thủy có số điện thoại đấy, chị Thủy sẽ hỗ trợ các anh chị rất là tuyệt vời. Trong Ropi chúng ta có rất là nhiều nhân tố rất là tuyệt vời đấy, chị Thủy sẽ hướng dẫn các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị. Vâng, như vậy là em thấy là cũng chắc là cũng không có anh chị nào đặt các câu hỏi nữa đâu ạ. Bởi vì hầu như là những cái vấn đề quan trọng nhất, những cái câu hỏi là đã được anh Lâm đã giải đáp hết cho tất cả chúng ta rồi. Còn có anh chị nào có câu hỏi nữa không ạ? Bởi vì gần thấy rằng là hầu như là với bên của Kuchen thì nhà cung cấp đã đưa ra làm như thế nào để có những cái lợi nhất cho tất cả các đại lý chúng ta rồi, và ưu tiên nhất cho tất cả các đại lý chúng ta rồi, đưa ra những cái chương trình khuyến mại, đưa ra những cái ưu đãi và giải đáp được tất cả mọi cái thắc mắc
cho tất cả mọi người rồi, làm thế nào để lợi nhất? Vậy thì chúng ta thấy không, hiện tại cho bây giờ giống như là anh Lâm nói đấy, làm cái gì, bất cứ chúng ta kinh doanh sản phẩm gì, bất cứ chúng ta làm bất cứ một cái gì thì chúng ta đều phải có cái kiến thức trong đầu, đúng không tất cả các anh chị? Khi mà chúng ta có cái kiến thức trong đầu thì chúng ta mới làm được. Chúng ta phải học sản phẩm, chúng ta phải có cái kiến thức thì chúng ta mới tư vấn sản phẩm tốt được. Cái điều này của anh Lâm nói cũng giống như suy nghĩ của tất cả mọi người. Chúng ta xác định, chúng ta làm nghiêm túc, chúng ta phải học, chúng ta xác định chúng ta muốn phát triển, muốn thành công, muốn có thu nhập cao thì chúng ta phải học, chúng ta phải có kiến thức trong đầu, chúng ta phải có những cái hiểu biết. Và đấy là những cái điều mà chúng ta phải thành công, chúng ta phải tự học. Đồng thời là chúng ta đã có cái sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm, tận lực của nhà cung cấp Uchen rồi. Vậy thì bây giờ, từ bây giờ trở đi, đang có một cái chương trình khuyến mại với 100 suất ưu đãi như thế. Chúng ta hãy bứt phá, chúng ta hãy mạnh mẽ, chúng ta chia sẻ, lan tỏa, tư vấn với khách hàng để chúng ta có được nhiều cái đơn hàng tốt nhất trong Uchen, và chúng ta không nhanh tay ưu đãi là thậm chí là chúng ta sẽ không có cái cơ hội, đúng không các anh chị ạ? Vậy thì rất là chân thành cảm ơn anh Lâm, chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn mentor Giang Thía và cảm ơn tất cả các anh các chị. Cho đến bây giờ, hiện tại bây giờ đã là 7 giờ kém 7 phút rồi, nhưng mà đến bây giờ trong phòng Zoom của chúng ta vẫn rất là nóng. Chúng ta có 365 anh chị vẫn còn ngồi đây nữa. Anh các chị thấy rằng là cái sản phẩm Uchen nó rất là hot, đúng không ạ? Và chúng ta rất là yêu, đúng là yêu Uchen đến mê mẩn luôn các anh các chị ạ. Vậy thì với cái tình yêu này, chúng ta hãy lan tỏa cái sức mạnh của tình yêu của chúng ta đến với sản phẩm Uchen để trao đi giá trị cho tất cả mọi người, mọi nơi. Chúc tất cả các anh các chị một ngày mới báo đơn. Chúc tất cả các anh các chị đầu tháng 8 và chúng ta sẽ bùng nổ thật mạnh mẽ, chúng ta bứt phá, chúng ta tốc chiến, chúng ta giữ sao, chúng ta chạy đà và chúng ta lấy cái sản phẩm của Uchen làm sản phẩm chủ lực để chúng ta có thể tư vấn một cách tốt nhất, chúng ta lan tỏa được nhiều đối tượng khách hàng nhất. Chúc tất cả các anh các chị một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, có ngân lượng, có năng lượng và sẽ có nhiều ngân lượng các anh các chị ạ. Yêu cầu host chúng ta bật mic để cảm ơn anh Lâm, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta chào nhau. Tôi xin có một thêm thông tin nữa là cái sản phẩm thì đang được lên kệ, cho nên là các anh chị sẽ quay lại mua đặt hàng vào chiều hôm nay hoặc là sáng mai các anh chị nhé. Bởi vì sau khi chương trình này thì chúng tôi bên Ropi sẽ đưa nó lên kệ. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn anh Lâm, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn chị Nghệ, cảm ơn chị, cảm ơn ban tổ chức, cả nhà ngày mới, cảm ơn anh Lâm, chào tất cả, cảm ơn ban tổ chức, chào cả nhà, chào cả nhà ngày mới tràn đầy năng lượng và bảo đơn nha. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và bảo đơn nha. Nhà bảo lộc nha. Nhà nha, chúc cả nhà bảo đơn nha, tạm biệt cả nhà, ban tổ chức nha, cảm ơn.